Hello, welcome to my channel. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại kênh mình. Hôm nay mình sẽ khởi đầu với game SpongeRun. Ok, đã cậu. Chúng ta khám phá tới đi game này. Chúng ta sẽ đổi sang Bendy. Ok. Đi chuyển thế nào? Time machine, perfect. Okay, chúng ta được đưa vào cánh cửa không gian rồi. Mắt này bị sao đây? Có gạch ngang này. Okay, khoảng 500. Remember, licking doorknobs is illegal on other planets. Đúng nào? Bạn có thể nhảy qua mấy cái taxi rồi nó mới xe bé bé nhá. Mấy xe to chúng ta không thể nhảy được rồi. Ok, và chuyển chúng ta nào. Trong lần này chúng ta sẽ được đi map những cơ kem và những chai nước ngọt. Thế nào. Ok, cơ kem đầu tiên. Cái máy tạo giáp. I was made for this. Ok, tiếp theo chúng ta lại vào cánh cửa không gian tiếp. Này là cái map với những cái bức rào chắn rất là nhiều. Nói chung là toàn đồ sắt rồi. Something good over here. Ok, xuống nào. Thế nào, ok, ta chạy cái thải nhé. Xuống nào, ok. Come on, Plankton, let's do hands in the middle. Ok, ta lại được quay xong bút nữa. SuperBrawl nhé.
Get ready to brawl! Chúng ta đến với trận đấu giữa cắt tóc thì đâu rồi. Ok, ta sẽ chọn cắt tóc xem nào. Oh.
Oh, keep up there now. Okay. Okay. Và sang đây nào. Chỉ ra những cái tên tiếp theo. Tiếp theo nào. Ta đến với địa điểm cuối cùng nào. Ok, khu cuối cùng. Ta sang level tiếp theo. Tiếp
theo level 485. Chơi sang level 77 nào. Chuyển sang game hotel thi rắn nữa. Ok, chúng ta chọn nhân vật Mavis.
Okay. Ok, tiếp tục nào. Tiếp theo chúng ta chuyển sang game Monster nhé. Ok đấy cậu. Thank you.
Ồ, chúng ta dẫn đầu khá là cao của chúng ta. Mình đang có 9.000 điểm rồi. Ok, chúng ta về đích ở vị trí đầu tiên. Sang game Screen Teacher vào đây. Ok. Ok, này đến cái chapter 4 level. Ok, Pumpkin College. Ok. Surprise I got him. And by me, I obviously mean those bratty students of mine who paid for this expensive bottle of champagne. Ok, chúng ta bắt đầu vào trong cái nhà tắm nhé. Không phải không ạ? Ok, chúng ta đang chạy ra xuống bữa 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 tiệc à. Ok, chúng ta đã có đủ món đồ rồi. Rồi, chúng ta sẽ dùng kéo tiền à. Sau đó dùng ở đây. Tiếp theo cho dùng giật tiền vào. Rồi, để lắp vào. Tục khá này, rồi, bọn con sẽ nhậu. Time to party. Chúng ta hoàn thành nó. Tiếp theo mình chuyển sang game mà Assassin nhé.
Okay. Này ta phải tiêu diệt đúng phải tên. Ok, sẵn đây chiếc chìa khóa đã. Ok, chúng ta sát được rồi. Tiếp theo sang level 72 nào. No. Không tí kim cương nào. Tài liệu level tiếp theo. Bắn mất khá nhiều máu các bạn ạ. Ok, đây là để tiêu diệt luôn. Tiền cuối cùng. Ok. Tiếp theo đến level 43. Nhận câu nào. Ok, tên cuối cùng. Rồi. Chúng ta vừa có một chiếc chìa khóa này vừa được tiêu diệt được đủ. Sang level 44 nào. No. Ok, đủ rồi. Tiếp theo mình chuyển sang game Bendy rằng này. Ok. Chúng ta sẽ đến với chapter 2 Action 3 đi. Chúng ta còn 34 máu các bạn. Ok.
tiền thì rồi, tiền nữa thôi. Slap kênh nào. Hai ca sáu. Một phát nữa chúng ta sẽ đi thắng. Ok, 3K. Bye luôn. Ta sẽ level tiếp theo nào. 3K2. Ok. Tiếp tục 3K2. Ok, chiến thắng rồi. Tiếp tục 3K2, 3209. No. Oh my god. Một pha khá là đau đấy. 3259 tiếp. Ok, chúng ta chiến thắng rồi. Tiếp theo mình chuyển sang game free day. Nó khổ nào vô này. Xuống đây, qua đây. Đấy mới có gì không? À không. Không có cái chắn thôi. Sang đây rồi. Mình tìm cách vào trong đây nào.
tiếp mình chuyển sang game là Stickman Bendy. Oh yeah. Ok, đây này mình chọn fair. Và chúng ta sẽ cắt các cái cửa sổ rồi nha. Theo rồi. Ok, chúng ta tiêu tấn công hai tên nào. Oh, chạy rồi. Ok, chúng ta sẽ lên chiếc train nào. Ok, di chuyển lên tay phải nào. Chúng ta đã lên trên tóc nhà rồi. Tiếp theo mình sẽ tìm một cách lấy món đồ nào đây. Ok, lấy cái burger. Ok, vậy là video của mình ngày mai đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở bên sau. Và tất cả các bạn quan tâm theo dõi. Thank you for watching.